Kim Moon xin kính chào tất cả các quý khách hàng đang xem kênh Kim Moon Cơ Giới VN. Thì vào buổi tối ngày 10 tháng 1 năm 2022, Kim mới giao một em máy đào về Gia Lai. Đấy, thì em máy đào này hiệu Kobuta. Kobuta U30-5 đời 2013. Thì ngày hôm qua là với Kim có test máy đó, đăng lên sóng chỉ được vài tiếng đồng hồ thôi. Thì anh chủ máy ở Gia Lai có vào trong cái kênh Kim Moon Cơ Giới VN của em là xem qua máy đào rồi, thì anh có điện thoại là làm việc với em ngay và luôn. Thì sáng ngày hôm sau qua một đêm nằm suy nghĩ thì anh có quyết định lấy cái con máy đào này. Đấy, thì anh chuyển khoản cho em và kêu người nhà đến tận kho với Kim bốc hàng luôn. Đấy, thì đây là em giao là giao cổng sau, là vì ngày hôm nay á, là hàng hóa của em nó về cổng trước nhiều quá đó, mình không thể nào mà chạy ra hết ở ngoài sân được, cho nên là em lại giao cái cổng sau. Lần đầu tiên em giao cái cổng sau luôn. Đấy, em nó đang vào về nhà chồng làm dâu Gia Lai, cho nên là anh em nào đang ở Gia Lai thì đang muốn mua những cái dòng sản phẩm này thì liên hệ ngay cho với Kim, với Kim tư vấn cụ thể hơn cho anh nhé. Cái dòng Kobuta U30-5 giá rất là rẻ luôn. Đấy, cho nên là anh xem video xong rồi anh chốt trong vòng một nốt nhạc luôn. Trong quá trình mà chốt giá thì em thấy ảnh mua cũng nhanh lẹ, thì Kim có gửi tặng ảnh một cái tháo lắp nhanh và đi sẵn lại đường búa cho ảnh. Tháo lắp nhanh thì em nó đã hoàn thiện tháo lắp nhanh rồi. Đấy, hoàn thiện luôn tháo lắp nhanh rồi. Và em có tặng thêm một cái đèn để mà mình chớp nháy, để mà mình làm công trình vào ban đêm đó, thì nó sẽ được việc cho anh hơn. Đấy, anh này là cùng quê với anh chủ máy đến nhận máy giùm. Không biết quý khách hàng nào có xem cái kênh test máy của em vào cái con này chưa? Ngày hôm qua là khi có test máy, nó nằm ở cổng trước, xe còn khá là ok, nó còn ga điện đồ đầy đủ, chạy rất là khỏe luôn. Đây, em nó đã lên trên con rồi đây. Bên nhà Kim á, nó có nhiều cái dòng sản phẩm khác nhau từ 01 đến 2 khối, cho nên là quý khách hàng nào mà có cần sử dụng vào những cái việc như đào móng nhà, móc hố tiêu, hoặc là làm vườn, làm ao, trồng cẩy, hoặc là có thể gắn búa vào để mình phá dỡ nhà cửa, xây lại nhà mới, hoặc là làm đường cống thoát nước, các cái rồi đó, dọn dẹp vệ sinh công trường, có thể sử dụng em nó vào trộn bê tông trong những cái công trình lớn, là vệ sinh những cái kho xưởng mà lớn đó, mình cần máy móc để làm việc cho nó có hiệu quả năng suất hơn, gia tăng năng suất mà giảm số lượng công nhân lại, thì cũng có thể sử dụng em máy này. Đấy, hoặc là anh chị nào mà có muốn mua một em máy đào nhỏ gọn như thế này để tặng bố mẹ ông bà mình để làm vườn cho vui. Đấy, thì có thể là cô chú ở nhà rất là vui, là vì tự tay mình trồng lấy những cái cây ăn quả mà mình thích. Đấy, thì đó là một trong những cái cách mình cho tặng, một cái cách mà nhìn cho tặng cái tình thương cho ông bà cha mẹ mình vào cái quãng thời gian mà vui vẻ hạnh phúc, cái số thời gian mà nó còn lại. Đấy, thì giờ lớn tuổi rồi thì người ta cũng đâu có, ông bà cha mẹ mình thì cũng đâu có mà làm việc nặng nhọc hay gì đâu, thì bây giờ là chỉ ăn rồi hưởng thụ. Đấy, hưởng thụ thì làm như thế nào để hưởng thụ, làm như thế nào để gọi là hạnh phúc, thì em thấy theo Kim, cá nhân quan điểm cá nhân của Kim, thì Kim nghĩ là những người lớn tuổi thì họ rất là kêu họ ở không thì họ không thích đâu. Đấy, thì họ cũng thích làm việc, nhưng mà làm bằng cách nào đó, thì đây có những cái dòng máy này để hỗ trợ cho quý ông bà cha mẹ mình có thể lên rồi điều khiển nó, để có thể trồng những cái
cái cây ăn quả hoặc là cái luống rau để chăm sóc cho vườn nhà. Thì tự tay mình trồng như thế này thì khi mà ra hoa kết trái thì con cháu nó về nó cũng vui đó. Thì cái sản phẩm này nó cũng không đắt tiền lắm đâu, Kim nghĩ là vậy. Thế nhưng mà mình có thể chạy vòng quanh khu vườn để chăm sóc như vậy thì quá ư là tuyệt vời luôn. Rồi Kim sẽ trở lại, Kim sẽ trở lại việc ha, để Kim leo lên. Rồi Kim leo lên trên thùng rồi. Rồi cảm ơn mấy anh. Anh trai ơi, xe của mình nó đã lên trên thùng rồi, Kim cũng đang ở trên thùng đây. Đây cái đèn mà phụ nè, Kim để phía bên đây cho anh luôn nha. Khi nào về thì anh ở đây nó có dây điện chờ sẵn nè. Đấy anh về anh đấu vào là sử dụng ngay thôi. Đấy xe mình nó lên đây rồi nè. Đấy còn đường búa thì em cũng đã đi cái đường búa riêng của mình cho mình đây. Thứ hai là em tặng cái tháo lắp nhanh cho anh thì em đã gắn hoàn thiện, nó đã sử dụng khá.